Vâng, em Việt xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khách hàng cùng đến với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0947 598859. Ngày hôm nay thì em Việt lại mang đến cho các bác chúng ta tham khảo với một mẫu sedan hạng D, vừa sang trọng vừa đẳng cấp, nhưng cái mức giá mà chúng ta bỏ ra sở hữu cho mình em nó ngày hôm nay thì lại chỉ rẻ như những chiếc Toyota Vios. Vậy tại sao một chiếc Toyota Camry, cùng là Camry nhưng bản nhập Mỹ, nó lại đắt gần như gấp đôi so với những chiếc Camry Việt, Camry đài cùng đời? Thì đầu tiên các bác có thể thấy giúp em, đó chính là cái kiểu dáng thiết kế của chiếc Camry Mỹ thì gần như nó hoàn toàn khác biệt so với Camry Việt, Camry đài. Các bác có thể thấy là cái form xe nó dài hơn, nó trường xe, hay những đường nét thiết kế từ đèn pha, đèn hậu nó tinh tế và nó đẹp mắt, đúng không ạ? Và điều quan trọng nhất đó chính là Mỹ là một trong những cái thị trường mà có tiêu chuẩn chất lượng khắt khe bậc nhất trên thế giới. Nên là một cái sản phẩm mà để có thể đáp ứng được cái tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ thì phải nói là nó sẽ vượt qua rất nhiều những bài kiểm tra khắt khe. Mà có thể nói là để đáp ứng cái điều đó thì Toyota họ phải nâng cấp cho chiếc Camry Mỹ với những cái chi tiết phải nói là rất đáng giá. Và nếu như so với tiêu chuẩn chất lượng của Nhật thì các bác có thể thấy là tiêu chuẩn chất lượng ở Mỹ bao giờ nó cũng khắt khe hơn. Vậy thì ngày hôm nay với một mẫu xe mà em Việt vẫn cam kết cho các bác là máy số zin, thân vỏ không đâm đụng, không va chạm, bao check test thoải mái, để các anh chị ta có thể là yên tâm lựa chọn cho mình chiếc sedan vẫn còn rất đẳng cấp này với một cái số tiền là có hơn 500 triệu. Anh chị nào chúng ta yêu mến và quan tâm thì em mời các bác hãy cùng dành một chút thời gian để cùng theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc xe 2011 mà em Việt đang có tại đây, và xem liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình em nó ngày hôm nay không anh chị nhá. Đầu tiên thì chúng ta có thể đi ngay vào cái phần đầu xe. Thì như em nói là bản Camry Mỹ này thì nó hoàn toàn khác so với cái bản Việt bản đài, đúng không ạ? Các bác có thể thấy là những cái đường gân dập nổi trên nắp capo kết nối với phần mặt cản ca lăng. Cái mặt cản ca lăng ở cái của dòng này thì các bác có thể thấy là đường nét thiết kế nó mềm mại, đúng không ạ? Với các chi tiết viền chrome khá là tinh tế và đẹp mắt. Và đây em quay gần này, các bác nhìn giúp em này. Đấy, các chi tiết viền chrome của nó này, từ cái logo nhá, hay là những cái thanh nan này, nó vẫn còn bóng loáng như gương, và thực sự là nó còn rất là mới luôn các bạn. Anh chị nhìn ra một cái điểm nữa này, đó là lớp gioăng cao su này, giữa mép capo và cái phần mặt cản ca lăng nó liền lạc, nó không có khe hở. Điều này nó sẽ chứng tỏ là chiếc xe nó không bị đâm đụng hay không bị va chạm, anh chị nhá. Tiếp đến thì chúng ta có thể nhìn cho em cái hệ thống đèn pha. Thì các bác thì thấy là bản nhập Mỹ này thì cái đèn pha nó họ cũng thiết kế nó tinh tế hơn, nó mảnh mai hơn, đúng không ạ? Và xe được trang bị với bóng đèn bi, và chủ nhân cũ đã lên cho bác chúng ta đèn bi siêu sáng, anh chị nhá. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái đèn vàng ở phía bên cạnh này, nó gọi là đèn dành cho người đi bộ, và chỉ có những bản Mỹ thì mới có cái yêu cầu bắt buộc là sẽ có cái đèn vàng này. Đấy, và những đường chi tiết đường mép này, các bác thấy này, đường mép capo nhá. Đấy, nó phải thẳng và đều tăm tắp như cái chỉ như vậy. Đấy, và các bác có thể là ngắm chọn cho em cái phần đầu của chiếc Toyota Camry này. Và phải nói là đến bây giờ nhìn nó vẫn đẹp và vẫn chất các bạn. Các anh chị có thể để ý một điểm, đó chính là những cái dòng Camry đời mới bây giờ ấy thì gần như là nó cũng bắt đầu có những cái đường nét thiết kế giống được dựa trên chiếc Camry Mỹ này, chứ không phải là chiếc Camry bản Việt bản đài đời 2011 các anh chị nhá. Các bác nhìn cho em này, cái đèn pha bên phía phụ cũng đó này, cũng không một tì vết. Đấy, xung quanh viền đèn thì các bác thấy là không có khe hở nhá. Đó, rất là chất lượng luôn. Xe được trang bị bộ la răng kích thước là 16 inch, đa chấu, 4 phanh đĩa, lốp dày béo. Con này thì sử dụng lốp mít và gai cũng còn khá là dày. Nói chung là chiếc xe này thì riêng phần lốp láp là các bác có thể đi được vài năm nữa. Ngoài ra thì các bác có thể thấy là cái phần gương, đây cũng là một cái chi tiết khác biệt này. Đấy, khác biệt so với những cái phiên bản Việt bản đài, đúng không ạ? Nhìn nó to hơn, đúng không ạ? Và đây các anh chị có thể là thấy là ở đây chúng ta sẽ có các cái chi tiết được sử dụng chữ tiếng Anh để cảnh báo này. Đấy, con này thì bao zin nguyên bản hết các anh chị nhá. Đấy, tay nắm cửa được ốp chrome này, bảo vệ này. Đấy, như các anh chị nhìn xem những đường mép của nó đây, thẳng tăm tắp đều như kẻ chỉ, đúng không ạ? Những cái đường viền chrome này. Đấy, các bác thấy đây, không một tì vết nhá. Đấy, tay nắm cửa đây các bác này. Và anh chị có thể ngắm tổng thể cho em cái phần ngoại thất của chiếc xe này. Đấy, các bác thấy là cái form này nó không bị lỗi thời như là những chiếc Camry cùng đời mà bản Việt bản đài, đúng không ạ? Nhìn form xe nó dài, nó trường xe và nó khác biệt so với những cái phiên bản kia. Đấy, và mà thực sự là nếu mà ở thời điểm 2011 chủ nhân cũ người ta bỏ ra một cái số tiền lên tới gần 2 tỷ thì các bác thấy nó xứng đáng. Bằng thực sự nó xứng đáng các chị ạ. Phần đuôi phía sau thì các anh chúng ta cũng có thể quan sát giúp em nhá. Đấy, cái phần đèn hậu của cái bản Camry LE nhập Mỹ này nó cũng sẽ có những cái điểm khác biệt. Đó, nó thiết kế mảnh mai hơn, tinh tế hơn, kết hợp với các cái chi tiết viền chrome màu bạc bên trong này. Đấy, các bác có thể thấy là cái đèn hậu dù được không phải là được trang bị full LED như là đời mới bây giờ, nhưng mà cái thiết kế này thì nhìn cái phần đèn hậu phía sau nó sang,
đúng không ạ? Nhưng quan trọng nhất là các bác nhìn cho em này. Đấy, các cái đường mép này, những đường liên lạc này, nó phải thẳng, nó đều tăm tắp như cái này. Đó, các bác nhìn phần đuôi phía sau cực kỳ là ok luôn. Đấy, xe là đẹp bao zin nguyên bản, toàn tập cho anh chị nhá, màu trắng ngọc trinh. Đây các bác nhìn cho em này. Nói chung là không một tì vết luôn các bác. Đấy, những đường mép này. Đấy, la răng bên này. Và các bác có thể ngắm chọn cho em cái ngoại thất của chiếc xe này nhá. Tổng thể sơn xi bên ngoài thì về các chúng ta không phải làm gì rồi. Đấy, chúng ta chỉ việc đổ xăng là các bác thấy là sơn xi bên ngoài về là các chúng ta không tốn một đồng nào đâu. Đấy, xe vừa bảo dưỡng xong nhá, về chỉ việc đổ xăng là chạy. Đó là phần ngoại thất của chiếc xe. Vậy thì bây giờ để giúp cho chúng ta đánh giá chi tiết chất lượng chiếc xe hơn thì em sẽ quay các bác phần nội thất trước khi chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ của xe. Vâng, không chỉ có cái phần ngoại thất thì cái phần nội thất bên trong của chiếc Toyota Camry LE Mỹ này, các bác cũng thể thấy là nó cũng khác biệt so với những chiếc Camry bản Việt bản đài, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không có các cái chi tiết được ốp phần gỗ giống như là hai phiên bản trên. Tuy nhiên thì các bác có thể nhìn cho em này. Đấy, cái nội thất khá đơn giản, nhưng mà ở cái đời thời điểm này thì các bác thấy là họ tập trung vào cho người lái để nó không bị sao nhãng trong cái quá trình chúng ta di chuyển trên đường để đảm bảo độ an toàn, nên nó sẽ không có quá nhiều công nghệ xung quanh anh chị nhá. Đấy, đặc trưng của Toyota. Và các bác nhìn cho em này, vô lăng, nhưng mà quan trọng các bác nhìn cho em cái chi tiết của nó này. Từ cái khóe vô lăng đây em quay cho anh chị, nó không bị bạc, không bị mòn, đúng không ạ? Các chi tiết nó vẫn còn rất là mới nhá. Đấy, hay cái logo này các bác thấy này, vẫn còn bóng loáng luôn. Những cái phím bấm các anh chị nhìn cho em, quá đẹp luôn nhá. Em nổ máy các anh chị chúng ta nghe thử cái tiếng máy này. Đấy, chiếc xe này thì nó được trang bị chúng ta là lẫy ga tự động cruise control rồi. Và công tơ mét chuẩn của xe nhá, 6,8, nhưng mà nó là 6,8 vạn mai. Thì các bác nhân lên với cả 1,6 thì nó sẽ ra cái công tơ mét tính bằng km, được chưa ạ? Đấy, các anh chị thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình Android này, tích hợp cam lùi này. Hệ thống điều hòa thì cũng sử dụng là dạng núm xoay thôi, chứ không phải là điều hòa auto. Đấy, và các bác thể thấy là đây trên này chúng ta có một cái đồng hồ hiển thị giờ nữa nhá. Nhưng các anh chị nhìn em tablo tapi, cái này là nhựa mềm, chúng ta ấn vào có độ lõm nhá, nó làm tăng khả năng cái âm cho chiếc xe này. Đấy, nhưng quan trọng là các bác nhìn em cái chi tiết người ta giữ này rất là sạch đẹp. Đấy, của bên tại người thôi, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta thể thấy là khu vực cần số thì được có cái chi tiết chrome bên dưới khá là sang. Đấy, và xe thì bao zin nguyên bản hết các anh chị nhá. Đây các bác nhìn giùm em này. Đấy, cái chi tiết bản lề này, gương chỉnh điện không có gập gương, được chưa? Có cân bằng từ chống trơn trượt nhá. Đấy, xe bảo dưỡng đây, các bác có thể thấy mức công tơ mét tiếp theo này, đó rất là ok đúng không ạ? Và tắp ti cánh cửa thì các anh chị chúng ta có thể quan sát này. Đấy, giữ rất là sạch đẹp, nguyên zin nguyên bản, tất cả kính đều là auto nhá, tay lắm cửa mạ chrome này. Và các bác nhìn cho em này, keo chỉ đây, cam kết không mất một cm nào luôn đó. Và tem mác thì đây các bác cũng có thể là nhìn cho em nhá, tem mác này bản nhập Mỹ nhá, con này là sản xuất tại Mỹ tháng 3 năm 2011, được chưa ạ? Và đây các bác nhìn cho em từng cái tem, từ cái mác này, từng đốc bản lề này, nguyên zin nguyên bản hết từ A đến Z. Và nguyên zin nguyên bản hết từ A đến Z. Cái phong ghế của chiếc xe này thì các bác thấy là khá là dày. Đấy, ngồi vào cảm giác nó êm và giữ được lỗ thông hơi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có ghế lái là ghế chỉnh điện nhá, ghế phụ thì chỉnh cơ. Đấy, phần đặc biệt là chúng ta sẽ có cửa sổ trời này. Đấy, chân nỉ đây, các bác nhìn cho em cái chi tiết của nó còn rất là sạch đẹp này, tem mác đầy đủ hết nhá. Đấy, rất là ok và rất là rộng rãi. Tiếp tục với cái hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy cái độ rộng rãi mà chiếc Toyota Camry mang lại cho anh chị. Hàng ghế sau thì anh chị đang ngồi thoải mái ba người lớn rồi. Đấy, nhưng các chị có thể quan sát các chi tiết của nó này, cái nội thất phải nói là còn rất đẹp các anh chị ạ, nét căng luôn, ghế này, đây trần đây, đó các bác quan sát giùm em, các anh chị thấy con này có chê được tí gì không, xuất sắc luôn nhá, hàng tuyển luôn các bác. Đấy, các chi tiết bản lề cửa từ đây, nguyên zin nguyên bản cho anh chị từ A đến Z, tablo tapi này, đấy, tem mác này, đấy, toàn bộ kính là auto nhá. Đấy, tay là móc khóa bằng mạ chrome rồi, sáng bóng luôn. Đó. Và đây mở cho các anh chị tay cốp. Cốp sau xe thì đương nhiên là đây là chiếc sedan hạng D thì các bác thấy là cốp rất là rộng. Đấy, cái này là cái lót ở phía dưới thì nó là cái bìa giấy như này thì nó lại đang bị mùn. Cái này thì bên em đang đặt cho các bác một cái mới. Cái này thì bất kỳ dòng Camry nào anh chị chúng ta sử dụng các bác sẽ biết cái điều đấy, đúng không ạ? Nhưng anh chị nhìn với em này, quan trọng nhất là cái tôn sắt xi của nó này. Đấy, nó còn nét căng như này, không một tí han mục nhá. Lốp dự phòng này đầy đủ này. Đây bên này cũng vậy này, các bác có thể quan sát giúp em. Đấy, hai đây, cái chi tiết máng nước của nó này. Zin hết nhá. Đấy, cam kết là zin hết để các anh chị chúng ta có thể thấy là chất lượng xe này. Đấy. Cái này là để trong cái trường hợp mà có người mắc kẹt bên trong, ta giật cái lẫy này thì nó sẽ mở cốp. Đấy, đây là một cái tính năng mà chúng ta có thể thấy là chỉ có ở trên những cái bản Mỹ này thôi. Đấy, họ tính toán đến những cái yếu tố an toàn trong quá trình sử dụng chiếc xe. Và tiếp tục thì em quay các bác cái bảng tapi cánh cửa này. Đó, các bác thấy được chất chưa? Không tì vết nhá. Đó, nét căng luôn. Rất là tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Đây,
những ô tôn này. Đấy, các bác nhìn cho em nhá, tắp lô tắp pi đây. Đấy, từ cái con ốc này, từ chốt khóa này. Đấy, đẹp xuất sắc. Và vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc Camry. Và bây giờ để giúp anh chúng ta đánh giá cái tình trạng chi tiết hơn thì em sẽ quay cho các bác cái khoang động cơ. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc Toyota Camry bản LE nhập Mỹ. Cái xe này nó sẽ sử dụng động cơ máy 2.5, máy đua VVT2 với ly hợp kép rồi. Đấy, và các anh chị có thể nhìn cho em nhá, doang zin của nó đây, khớp trên này. Đấy, máy đang nổ nhưng các bác thấy là máy nổ rất êm nhá. Đây, chi tiết các bác nhìn cho em này. Đấy, xuất sắc chưa, máy êm du, gầm bệ chắc chắn mà đi thì cực lướt luôn các bác. Nói chung là con này thì anh chị chúng ta muốn trải nghiệm thì các bác cứ đến trực tiếp showroom em Việt để có thể là lái thử cũng như là cảm nhận chất lượng chiếc xe nhá. Đấy, thử cái nỉ cái âm này, tem mác đầy đủ hết này. Đấy, những cái lỗ tròn ở bếp cabo đây các bác nhìn cho em. Đó, phải nói là không một tì vết đúng không ạ? Không một tì vết các anh chị nhá. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Toyota Camry LE nhập Mỹ 2011 mà em Việt đang có. Vậy thì với mức giá ngày hôm nay để các bác chúng ta có thể là sở hữu cho em chiếc xe vẫn còn rất xịn sò, đẳng cấp và quan trọng nhất là bền bỉ và lành tính này, với con số là 580 triệu và có thương lượng cho anh chị nào quan tâm thiện chí, thì em mời các bác chúng ta trực tiếp nhấc máy liên hệ kết bạn Zalo cho em Việt theo hotline 0947 598859 để em hỗ trợ và tư vấn với các thủ tục mua bán được không ạ. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn các anh chị đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ và hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh nhé để cập nhật những sản phẩm mới về tại showroom Việt Xế Chất.